thứ tư tuần 17 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng. Người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Suy niệm. Dụ ngôn hôm nay làm nổi bật giá trị tuyệt đối của nước trời. Nước trời giống như kho tàng, như viên ngọc quý. Thế nhưng, kho tàng ấy lại được chôn giấu dưới ruộng sâu. Nhìn bên ngoài chỉ thấy lớp đất bùn lầy dơ bẩn, cho nên chẳng mấy ai thèm quan tâm. Chỉ người nào yêu mến và sống theo lời Chúa mới có thể khám phá và hiểu được giá trị cao quý của nước trời. Từ đó mới tìm kiếm, và khi gặp được sẽ sẵn sàng và vui mừng từ bỏ tất cả mọi sự để có được nước trời. Lạy Chúa, xin giúp gia đình chúng con hiểu được giá trị của nước trời và biết vượt qua tất cả những giá trị tạm bợ của đời này để chiếm lấy kho tàng sự sống đời đời.